Cathy xin mến chào quý vị. Hôm nay 5 phút với Cathy, mình sẽ làm cái món mà đặc biệt cho quý vị và các bạn nào không hề vào bếp nhưng muốn trổ tài trong bếp. Cái món này là thực ra không có nấu ăn mà Cathy mượn của những nhà hàng Ý đó. Cathy muốn nói đến là xà lách cà với bánh mì chấm olive oil, dầu. Bây giờ để mình bắt đầu nhé. Cathy có đây đó là mấy cái miếng bánh mì mình nướng cho nó giòn giòn để trong đây. Xong rồi kế tiếp là cái nước dầu để mình chấm như thế nào. Đó là mình có cái phần, đó là olive oil mà cho có loại ngon. Xong rồi cái kêu là cái giấm, kêu là balsamic vinegar, là giấm đen của Ý đó, nó ngọt ngọt chua chua. Xong rồi mình để những cái gia vị ngon, giống như là tỏi đang cho nó nồng nàn lên. Và nó cũng thơm nữa. Bây giờ Cathy lấy một cái miếng tỏi đây. Kế tiếp là cái phần Cathy để là những cái lá khô ớt này, kỳ trước quý vị đã thấy Cathy xài rồi. Nó thơm thơm, nó kêu là dry herb, Provence cũng được, Italian cũng được. Cái này thì là Việt Nam tí xíu nha. Cái này là hành cháy nè. Cái này là ớt. Đây là ớt khô cho nó cay cay. Xong rồi cái phần này mình chỉ chế vào. Mà mình nhớ là xài cái olive oil extra virgin. Đó, giống như nhà hàng Ý mình đến. Trước khi mình ăn pasta, thay vì thì mình ăn với bánh mì. Mà đặc biệt nữa, Cathy sẽ để tí xíu à. Cái này là cái phần giấm đen đen, Cathy để chung quanh. Đó, như vậy thôi. Nhớ là đặc biệt là mình phải xài fresh mozzarella, cái loại cheese này đó. Phô mai này đó, nó thanh thanh, béo béo, dễ ăn lắm. Mà ngoài chợ thì bán một cục như thế này tròn tròn hoặc là nó dài dài như Cathy đã mua đây. Nó kêu là mozzarella. Bây giờ mình cắt ra. Nó cũng dày dày giống như là miếng cà đó. Xong mình phải để tiêu. Mà phải để cho tiêu mà tươi như thế này. Mình cứ để lên trên như thế này. Đó. Mà ngộ cái là mình làm cái này giống như đồ chay được. Tại vì không có thịt. Đó. Ok, bây giờ để Cathy cũng để lên tí xíu, đây là cái mà hành cháy nè, cho nó thơm thơm giòn giòn. Người Việt Nam mình thích cái gì mà giòn giòn trong đó. Xong rồi mình chỉ để vào cái giấm, mà cái này đó thì Cathy để như thế này. Mình để giống như là mình là họa sĩ vậy, mình sẽ vẽ lên trên trang này nha. Ok, mình để như thế này. Đó. Tại vì cái loại balsamic này đó, nó đặc đặc. Như vậy thôi. Đó, giống như là mình đã vẽ xong ở trên cái trang giấy. Rất là đẹp. Xong rồi, bây giờ đến cái phần mình phải thưởng mình. Đó là uống tí xíu rượu đỏ. Giống như là nếu mà bạn bè đến nhà, thì là mình sẽ làm hai món này. Xong rồi, khui một chai rượu đỏ hoặc là rượu trắng tùy theo mình muốn. Đó, như thế này. Mình lấy cái dao steak cho nó bén bén, cắt thẳng xuống. Mình được cái phần cheese và mình được cái phần của cà luôn. Trong một lúc. Rất là thơm. Giòn giòn, béo béo, chua chua, cay cay. Tất cả đều trong một miếng ăn. Salut quý vị. Lâu lâu thì Cathy làm món Tây Tây một tí xíu, nhưng mà vẫn ngon miệng như trong gia đình Việt Nam mình hay ăn. Có salad, có những cái món mà mình hay ăn trong gia đình cho nó tươi mát. Cathy mong quý vị sẽ làm món salad cà và bánh mì chấm olive oil hôm nay. Sẽ gặp quý vị kỳ sau. Một lần nữa mình sẽ làm những cái món ngon nha quý vị. Bye bye.